là Trang Pháp Ly, cuộc sống miền Trung. Hôm nay mình sẽ nấu cho ba chồng mình một món là vịt lộn với lại cái gì anh? Bầu. Với lại bầu. Mà bây giờ mình thì sẽ đi xuống đi cắt rau răm. Mời mọi người xin cắt rau răm với mình nha. Rau răm này mọi người. Rau răm này ăn kèm với hột vịt lộn. Rau răm cực kỳ thơm mọi người nha. Rau răm quê ngon lắm mọi người, thơm lắm. Kèm với ăn với trứng vịt lộn, thơm nức mũi. Nước này cho nó cay cay the the. Cái dài dài này nè mọi người, nhìn ớt vậy chứ này. Ăn thơm lắm, thơm kinh khủng, cay 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 thơm, túc còn thơm mọi người, nó ăn cực kỳ ngon nha. Nhắm mới được là ngon bá cháy luôn. Nó bây giờ gà câu nó bỏ vô chuồng thôi không anh? Bắt bếp đây mọi người. Nấu nha mọi người. Vịt lộn nha mọi người. À, sau rồi mọi người. Sau rồi mọi người nha. Giờ bây giờ đập trứng bỏ vào nè. Đây là chén gia vị mình đem sẵn rồi nha mọi người. Đổ vô một chút thôi nha. Rồi mình đem nếm có vừa ăn hay không, rồi cái gì mình bỏ thả bầu vô nữa là sao. Bỏ rau răm. Thank you.
luôn. Thôi bạn, cho thêm xí muối nữa là vừa ăn. Giờ mình bỏ bầu vào mọi người nha. Con heo nhỏ nha, đang ăn à, bài heo đang mới đẻ nè. Ba mới đủ đẻ được 14 con nha mọi người. Bài heo con dễ thương ha. Chúc mệt nè. Mọi người ơi, giờ bây giờ xuống thôi. Giờ bỏ rau răm vào nha mọi người. Mọi người ai mà thích ăn được món này, cái vị ngọt của trứng và thơm mà ngọt của bầu nữa. Con của nó giờ ít miếng đồ răm nè, thêm miếng lòng đỏ nữa nè. Ngon. Yeah. Mời cả nhà dùng nha. Video tại đây nha mọi người. Dạ mọi người những lần sau nha. Dạ.